dù thiết kế Yaris Cross cho thị trường châu Âu. Toyota lại ưu ái mở bán dòng xe này tại sân nhà Nhật Bản, trước khu vực mong muốn hẳn một năm. Hãy like, đăng ký kênh nếu video thú vị với bạn, và cũng đừng quên bình luận ý kiến của bạn để mọi người cùng thảo luận nhé. Người tiêu dùng tại Nhật Bản là những người đầu tiên trên thế giới được đặt mua Yaris Cross khi Toyota mở bán chiếc SUV cỡ nhỏ từ hôm qua, 31 tháng 8. Điểm qua một chút về khung gầm Toyota New Glover Architecture mới. Chiếc lý Toyota New Glover Architecture thực sự mang đến một bước thay đổi lớn cho cảm giác điều khiển, xử lý và thiết kế của nhiều phiên bản xe hoàn toàn mới. Bằng chứng là sự ra mắt của dòng xe Prius vào năm 2015. Kết quả là, nền tảng GAC cho thế hệ xe nhỏ gọn cũng đã được triển khai cho dòng Crossover CHR và Corolla tại Anh Quốc. Cả hai đã nhận được phản hồi tích cực từ truyền thông và người hâm mộ cho phong cách thiết kế, độ cứng cáp và khả năng phản ứng linh hoạt thực sự mang đến một bước thay đổi lớn cho cảm giác điều khiển. Điều tích cực tương tự cũng được chứng minh trong các sản phẩm SUV và saloon lớn hơn, gồm Camry và RAV4 hoàn toàn mới. Cả hai được củng cố bởi nền tảng GAK, và hiện nay, Toyota đang tập trung vào phong cách thiết kế và công suất di chuyển cho các dòng xe nhỏ gọn với nền tảng GAB. Quay lại với chủ đề chính thì tại sân nhà, Yaris Cross có hai tùy chọn động cơ, khởi đầu với dòng 1.5 lít 3 xi-lanh Dynamic Fox Engine đi kèm hộp số tự động vô cấp sang số trực tiếp. Hệ dẫn động cầu trước hoặc có thể nâng cấp lên bảng hai cầu với nhiều chế độ lái đa địa hình cho tổng công suất 118 mã lực tại 6.600 vòng tua máy trên phút và 145 Nm moment xoắn tại 4.800 tới 5.200 vòng tua máy trên phút. Lựa chọn cao cấp hơn là bản hybrid kết hợp động cơ 1.5 lít xăng với motor điện cỡ nhỏ. Động cơ xăng sản sinh công suất 90 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và moment xoắn cực đại 120 Nm tại 3.800 tới 4.800 vòng trên phút. Trong khi motor điện cho đầu ra công suất 79 mã lực và moment xoắn 141 Nm. Hiệu suất nhiên liệu của bản này ở ngưỡng trung bình 3,2 lít trên 100 km theo chuẩn Uniham Onisek Light Vehicle Test Procedure mới. Mọi phiên bản Toyota Yaris Cross trang bị màn hình LCD đa thông tin, module giao tiếp dữ liệu và âm thanh mặc định cùng khả năng tương thích Apple CarPlay và Android Auto. Gói trang bị an toàn Toyota Safety Sense cũng được tiêu chuẩn hóa bao gồm nhiều công nghệ như hỗ trợ phanh đổ tự động, cruise control tốc độ cao ứng dụng sóng radar, hỗ trợ giữ làn hay đèn pha thích ứng. Giá khởi điểm quy đổi của Toyota Yaris Cross tại Nhật là 17.000 USD, có thể tăng cao nhất lên ngưỡng 26.000 USD cho bản Hybrid Jet dẫn động hai cầu. Doanh số kỳ vọng của hãng xe Nhật cho Toyota Yaris Cross tại quê nhà là hơn 4.000 xe trên tháng. Hy vọng video đem lại sự thú vị cho bạn. Hãy like, đăng ký kênh để giúp kênh tiếp tục duy trì và cũng đừng quên bình luận ý kiến của bạn để mọi người cùng thảo luận nhé.